Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình đang được phát sóng thử nghiệm từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh DRT. Và ngay sau đây là những tin tức 24 giờ qua mà chúng tôi vừa cập nhật. Cần có giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học. Đỏ mắt chờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bất cập khi đơn vị thi công xây chặn lối thông nhau với đường Đông Tây. Tiếp tục xuất hiện nhóm trẻ em trộm cắp tài sản trên ô tô. Mục nét đẹp cuộc sống. Mùa cào hến trên hồ E Cao. 30 năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đó là thực trạng đang diễn ra khá phổ biến ở thị trấn Epoch, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 1992, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Mờ Ga đã thực hiện quy hoạch đất ở, đất kinh doanh và tiến hành đo đạc làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục này, nhiều hộ dân còn thiếu các giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất nên 200 hồ sơ của các hộ dân khu phố Toàn Thắng và khu chợ Epoch bị ngưng trệ. Hơn 30 năm nay rồi, rất hàng năm tôi vẫn đi các cơ quan ban ngành để tìm xin làm cấp giấy đỏ, nhưng vẫn chưa làm được. Theo Ủy ban Nhân dân thị trấn Epoch thì toàn bộ vùng đất này đã được công bố quy hoạch, người dân đều có hộ khẩu tại địa phương, nhưng về hiện trạng đất hơn 30 năm về trước mà người dân đang sử dụng hồ sơ cấp đất không rõ ràng, thiếu căn cứ pháp lý. Song địa phương cũng đã hoàn thiện 200 bộ hồ sơ theo thực tế và đề nghị cấp trên làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Thì để mà cấp đất cho người dân thì tính bằng ủy ban nhân dân huyện là có tôn trọng cái lịch sử, giải quyết trong một số hộ mà có đầy đủ các cái giấy tờ mà trước đây là người ta nhà nước là cung cấp cho người dân. Còn một số hộ mà chưa đầy đủ thì ban dân thì cố gắng làm sao hướng dẫn chi tiết cụ thể. Đáng nói là trong khi nhân dân và chính quyền địa phương mong chờ được cấp sổ đỏ, thì ngày 21 tháng 10 năm 2022, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Mờ Ga lại có thông báo số 574 về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu chợ thị trấn Epoch huyện Chư Mờ Ga để chờ đợi ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện. Sẽ chỉ đạo cho thị trấn Epoch và phòng tài nguyên môi trường, các cơ quan chức năng có liên quan lục lại toàn bộ hồ sơ tài liệu, và trên cơ sở đó thì hộ nào có đủ điều kiện theo quy định của luật thì sẽ có giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền đất cho các hộ đó. Và đối với những hộ mà hồ sơ không đầy đủ thì cũng phải dành thời gian để rồi nghiên cứu tìm ra cái giải pháp đảm bảo mọi cái điều kiện thuận lợi cho người dân. Nhưng vấn đề này phải giải quyết từng bước, từ từ, chứ không có thể cùng một lúc mà giải quyết được tất cả. Với những gì mà lãnh đạo huyện khẳng định, hy vọng rằng nguyện vọng của người dân ở thị trấn Epoch sẽ sớm trở thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này đông đảo người dân thành phố Buôn Ma Thuột đang háo hức chờ đường Đông Tây đi vào hoạt động, thì người dân hẻm 256 Nguyễn Lương Bằng lại bức xúc vì bất cập quanh việc đi lại gắn với dự án này. Đến thời điểm này, dự án đường Đông Tây theo quan sát của số đông người dân đã cơ bản định hình. Các điểm nối giao nhau với các đường dân sinh dọc hai bên đường cũng đã thông. Song với hẻm 256 Nguyễn Lương Bằng thì đã bị đơn vị thi công xây chặn lối thông nhau với đường Đông Tây. Từ lúc mà làm cái đường này thì chỉ mong cho nó xong để giải bớt cái lưu lượng ở trong này đi, nhưng mà gần xong rồi lại đi bịt cái giải phân cách cứng này, bây giờ là đi lại rất là khó khăn. Điều mà người dân băn khoăn là những tuyến dân sinh khác mặc dù rất nhỏ, lưu lượng giao thông thấp nhưng đều đã được thông tuyến nối với đường Đông Tây. Riêng hẻm 256, tuyến giao thông huyết mạch của người dân thôn 2 và thôn 3 cộng với một trường học nên lưu lượng người qua lại lớn. Hiện trường, tại điểm giao nhau với đường Đông Tây, đơn vị thi công đã xây con lươn sát mép đường chặn lối ra vào của các phương tiện giao thông nối với con hẻm này. Nhiều người có nhu cầu vẫn cứ leo lên con lươn để đi về và đã không ít những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Có một cái cách gì đó tháo gỡ cho chúng tôi, làm như thế nào để chúng tôi có một con đường đi lại bình thường như xưa, để khỏi xảy ra những cái chuyện khó khăn như lại vừa rồi. Có mấy cháu nhỏ đi bị ngã bị té chỗ này. Thực tế ra là có những cái con đường mà
chỉ có vài hộ thôi và vẫn mở thông. Còn con đường này là trục chính của liên thôn 1, 2, 3 mà lại bây giờ lại xây để làm cái giải phân cách là nó cứng là cản trở giao thông. Trả lại hiện trạng ban đầu cho hẻm 256 thông với đường Đông Tây như những tuyến dân sinh khác là nguyện vọng tha thiết của người dân hẻm 256 Nguyễn Lương Bằng và đông đảo người dân thôn 2, thôn 3, xã Hòa Thắng. Qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, Công an phường Tự An đã phát hiện nhóm trẻ vị thành niên mở cửa ô tô trộm cắp tài sản để chơi game trên địa bàn phường. Để có tiền tiêu xài và chơi game vào ban đêm, cả nhóm đã rủ nhau đi dò la các ô tô để xung quanh chung cư Hoàng Anh Gia Lai, đường Hùng Vương, Nguyễn Công Trứ, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo tìm tài sản do người dân để sơ hở rồi trộm cắp. Khi phát hiện chiếc xe nào quên khóa là chúng mở cửa vào rồi lục lọi lấy cắp tài sản. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này đều là trẻ vị thành niên, đều đã bỏ học. Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự cùng các biện pháp nghiệp vụ khác, Công an phường Tự An đã nhanh chóng truy tìm, làm rõ nhóm đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây thì vấn đề trẻ vị thành niên tụ tập chơi game rồi dẫn đến các cái hành vi vi phạm pháp luật đang được dư luận quan tâm. Vậy làm thế nào để hạn chế được thực trạng này? Chắc chắn là câu trả lời trước hết vẫn là vai trò của phụ huynh, gia đình trong quản lý các em, không để các em lang thang tụ tập và chơi game. Cũng liên quan đến vấn đề trẻ em, một vấn đề tạo ra không ít trăn trở cho xã hội và ngành giáo dục, đó là thực trạng học sinh bỏ học. Tại huyện Chư Mờ Ga là một ví dụ. Có ý định nghỉ học từ năm lớp 6 do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhưng nhờ sự vào cuộc của nhà trường và sự hỗ trợ các nguồn lực của cộng đồng đã giúp em Hờ Tâm ở Buôn Hờ Rinh, xã E Hờ Đinh có thêm điều kiện và động lực tiếp bước đến trường. Bố bị tai nạn giao thông, nằm liệt một chỗ 4 năm và mới mất cách đây hơn 1 năm. Còn mẹ bỏ đi khỏi địa phương, không rõ ở đâu. Là con cả nên từ năm 11 tuổi, em Hờ Tâm đã phải vừa làm bố vừa làm mẹ, bươn chải lo cái ăn, cái mặc hàng ngày và chăm sóc cho hai người em còn nhỏ. Thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình em, nhà trường đã kết nối vận động một số nhà tài trợ giúp cho em Hờ Tâm có 2 suất học bổng với trị giá mỗi tháng 600.000 đồng. Hiện nay Hờ Tâm đang học lớp 8 tại trường. Tuy nhiên với học bổng này không đủ để 3 thành viên trong gia đình em trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy Hờ Tâm thường xuyên nghỉ học để ra ngoài bươn chải cuộc sống. Con muốn bỏ học từ lớp 6, lớp 8 thì con cũng muốn bỏ học. Nhưng tại con cũng muốn đi kiếm tiền để nuôi mấy em. Nhưng mà con chưa đủ đi làm á, thì người ta cũng chưa nhận con đi làm. Tương tự, em Y Vũ Nie ở Buôn Gió, xã E Hờ Đinh, hiện đang học lớp 9 cũng có ý định bỏ học do điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn. Con có ý định bỏ học năm lớp 7 vì gia đình khó khăn, mẹ đau ốm, bị tai biến, nằm liệt một chỗ, bố thì bỏ đi từ đó. Con ở nhà chăm sóc em và mẹ và đi làm một khoai một sắn hai ớt để kiếm sống qua ngày. Quý thầy cô phải đi rất nhiều lần mới gặp được các em, tại vì là các bạn phải đi mưu sinh, phải đi mót cái này cái kia, ai kêu cái gì làm cái đó thì mới có thêm cái phần thu nhập giúp gia đình. Đến thời điểm này của năm học 2022-2023, huyện Chư Mờ Ga có 50 em học sinh bỏ học giữa chừng, trong đó 16 học sinh bậc tiểu học và số còn lại là bậc trung học cơ sở. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc các em bỏ học, trong đó chủ yếu do năng lực tiếp thu của học sinh hạn chế, học lực thấp, ham chơi nên chán nản, nhiều trường hợp kinh tế gia đình quá khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt. Trước thực trạng này, hiện nay huyện Chư Mờ Ga và ngành giáo dục đào tạo huyện đang tiếp tục phối hợp triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Toàn ngành cũng phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện sẽ hỗ trợ cho học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn về cái đời sống vật chất cũng như là tinh thần. Ví dụ như là hỗ trợ xe đạp, rồi sách vở, thiết bị học tập. Tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng đã và đang trở thành vấn đề nan giải nhức nhối chưa thể giải quyết triệt để. Các em bỏ học sớm sẽ dễ dẫn tới các hành vi lệch lạc, dễ sa vào tệ nạn, vi phạm pháp luật hoặc tảo hôn, ảnh hưởng đến tương lai các em cũng như gây ra những hệ lụy cho xã hội.
Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của chính quyền địa phương và ngành giáo dục, rất cần sự quan tâm của các gia đình và cộng đồng để các em vững bước đến trường, vun đắp ước mơ, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. 24 giờ qua trong cả nước cũng đã diễn ra sự kiện thu hút dư luận quan tâm. Trước tiên là sự kiện công an kiểm tra đồng loạt các cơ sở F88 tại Lâm Đồng. Theo đó, công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra đồng loạt 13 chi nhánh, điểm giao dịch của công ty F88 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, qua đó phát hiện nhiều vi phạm như các chi nhánh này không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, nhận cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố tại cơ sở kinh doanh trong thời gian cầm cố tài sản theo quy định. Những cơ sở này nhận cầm cố tài sản nhưng chưa lập hợp đồng cầm cố theo quy định của pháp luật, không thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng quý cho cơ quan chức năng, không có kho bãi phục vụ bảo quản tài sản cầm cố của khách hàng. Một thông tin khác đó là Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai của cha mẹ bé trai nghi bị bạo hành để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào sáng ngày 12 tháng 4, Công an xã Thới Tam nhận tin báo của người dân về việc bé trai tên HK, 2 tuổi, ngụ tại nhà trọ trên đường Thới Tam thuộc thôn 16, bị bỏng, thương tích khắp người, nghi do cha mẹ đánh đập. Lực lượng chức năng ngay lập tức xuống hiện trường kiểm tra, xác minh và lấy lời khai những người liên quan, đồng thời đưa bé trai vào bệnh viện cấp cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày công an đã mời làm việc với cha mẹ của bé trai. Bước đầu, người mẹ thừa nhận có đánh đập bé trai. Ngay trong tối, công an đã đưa người mẹ lại phòng trọ trên đường Thới Tam thuộc thôn 16 để thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra. Vâng, những năm gần đây thì bạo hành trẻ em cũng đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Mặc dù nhiều vụ việc thì đã được các cơ quan chức năng cũng như là pháp luật xử lý nghiêm, nhưng có vẻ như là chưa có chiều hướng giảm. Vâng, và điều đáng quan tâm là không ít vụ bạo hành trẻ em lại do chính người thân trong gia đình, thậm chí là cha mẹ ruột gây ra cho các em. Đã đến lúc thì pháp luật cần kiên quyết và xử lý một cách nghiêm minh hơn. Vâng, pháp luật Việt Nam thì cũng đã có rất nhiều quy định nhằm bảo vệ trẻ em trước những tác động xấu đó. Pháp luật hiện hành thì cũng đã đưa ra những hạn chế về quyền nuôi con của cha mẹ nếu phạm tội bạo hành. Khi xác định cha mẹ có hành vi xâm hại bạo hành trẻ em thì theo quy định của luật trẻ em năm 2016 và nghị định 56/2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em thì sẽ tiến hành tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào tầm từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 hàng năm, khi mực nước của hồ E Cao rút xuống, cũng là thời điểm rộ mùa hến. Người dân địa phương cũng như một số người dân ở nơi khác lại đến hồ E Cao thuộc xã E Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để chầm mình dưới nước cào hến, kiếm thêm thu nhập, hay đơn giản là cải thiện bữa ăn cho gia đình mình. Cứ vào thời điểm mùa khô cũng là lúc hoạt động cào hến ở hồ E Cao trở nên rộn ràng. Một người dân mưu sinh với nghề bắt hến trên hồ chia sẻ, để bắt được 30kg đến 50kg hến mỗi ngày thì phải lội từ dưới hồ từ sớm. Mùa này vợ chồng chị lúc nào quần áo cũng ướt sũng, chịu khó bắt, mang ra chợ bán cho các thương lái cũng kiếm được khoảng 300.000 đồng đến 500.000 đồng một ngày. Mùa nước lớn thì nó ít hơn nhưng mà có giá hơn. Ngâm nước từ 6-7 giờ đến 5-6 giờ mới về. Nghề cào hến được coi là một nghề không phải bỏ vốn nhiều mà thu tiền tươi thóc thật ngay. Thế nhưng đây cũng là một nghề khá nguy hiểm. Bởi muốn cào được hến phải ngâm mình dưới nước hàng giờ, dễ bị nấm ngứa, đau lưng, thấp khớp. Chưa kể nếu lỡ gặp mảnh chai hay vật sắc nhọn có thể bị đâm, cào rách da, có thể bị nhiễm trùng. Tuy vậy, nhiều người vì mưu sinh vẫn chịu khó mò hến miệt mài vào mùa nước cạn để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Tôi thì không phải là dân ở đây, nhưng mà dân này dân ở Đắk Min, thấy bà con họ đi họ nói được rồi là cũng đi xuống lặt kiếm ít về ăn thì dư thì bán kiếm thêm đồng mắm muối. Một ngày mà làm suốt từ sáng tới tối giỏi được hơn 100-200 là tối đa thôi, không có nhiều đâu. Bên cạnh đó, cào hến vào mùa nước cạn cũng là một thú vui trải nghiệm của nhiều người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột cũng như các du khách, nhất là vào những ngày cuối tuần. Công trình thủy lợi hồ E Cao được vận hành từ năm 1983. Hồ E Cao không chỉ phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng lúa và diện tích cây công nghiệp rộng lớn ở các vùng lân cận. Hồ E Cao còn có nguồn lợi thủy sản phong phú và cũng là điểm mưu sinh của nhiều người dân. Đến nay, hồ E Cao còn được biết đến như một điểm nhấn đẹp
về du lịch Buôn Ma Thuột với không gian đậm nét hoang sơ, vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh nhã chốn đồng quê. Thưa quý vị, nhắc đến dân tộc Thái, chúng ta đều biết có nhiều món ăn độc đáo như là cơm lam, hó mộc, bà bình, chẩm chéo, rượu cần. Nhưng có lẽ có một món ăn mà ít người biết đến, đó là món canh khún của dân tộc Thái. Đây là cái món là canh súp. Canh súp này là dùng gạo tấm, tức là rã ra để nấu. Nhiều người tưởng rằng là cháo nhưng không phải. Đây là canh súp. Thì cái này chung là để nấu, để ăn với cơm nó hơn. Nguyên liệu cái này là gạo tấm nấu ra. Cái này thì có hành tiểu kiểu, rồi là này là gạo tấm nè. Cái này là chung là nấu lên đúng kiểu nấu súp. Đây thì có là rau ngò, gai, rồi các thứ vân đó. Nó vì cái này chung là nó cảm thấy giống như mình ăn nấu với mẻ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay đến đây đã kết thúc. Mọi đóng góp ý kiến cũng như những tin bài cộng tác của quý vị và các bạn vui lòng gửi về cho chúng tôi qua các địa chỉ website www.drt.vn, fanpage và YouTube Truyền hình Đắk Lắk, email 24giờ.drt@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua Zalo 0905 121 551 hoặc số điện thoại 02626 256 777. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi 24 giờ cùng DRT. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.